áp về danh. Hỏi bài miễn phí, trả lời tức thì vào thư viện app, tải ngay áp về danh. Chào các con học sinh thân mến của quyển sách. Cô Hiền rất vui khi là người đồng hành cùng với các con trong hành trình khám phá và chinh phục môn tiếng Việt lớp 5. Các con thân mến, trong các tiết tập làm văn, luyện tập tả cảnh trước đây thì cô trò chúng mình đã cùng nhau xây dựng dàn ý của bài văn miêu tả cảnh sông nước. Và phần thân bài của bài văn miêu tả cảnh sông nước thì cũng rất nhiều ý với các đoạn văn nhỏ khác nhau. Vậy thì ngày hôm nay trong tiết học này, chúng mình sẽ cùng nhau thực hành viết một đoạn văn trong phần thân bài của bài văn miêu tả cảnh sông nước nhé. Mời các con đến với tiết tập làm văn, luyện tập tả cảnh, tiết số 8. Và chúng mình sẽ mở sách giáo khoa trang 74 để cùng cô tìm hiểu bài học ngày hôm nay. Chúng ta đến với bài tập số 1 và yêu cầu của đề bài ngày hôm nay. Trong bài ngày hôm nay thì chúng ta sẽ chỉ có một yêu cầu thôi nhé. Đề bài của bài học ngày hôm nay chính là: dựa vào dàn ý mà em đã lập trong tuần trước thì hãy viết một đoạn văn miêu tả cảnh sông nước. Vậy thì trong tuần trước thì chúng mình đã lập dàn ý của bài văn miêu tả cảnh sông nước rồi đúng nào? Vậy thì ngày hôm nay chúng mình sẽ viết một đoạn văn miêu tả cảnh sông nước. Vậy trước khi viết, cô đưa ra cho các con một số những lưu ý các con cần chú ý nhé. Những điều các con cần chú ý đầu tiên là như sau. Các con phải xác định được đối tượng miêu tả đoạn văn. Các con phải xem lại cho mình trong phần dàn ý ở tiết học trước là đối tượng mà mình xác định miêu tả là đối tượng nào. Thứ hai là xác định trình tự miêu tả trong đoạn văn. Tiếp theo nữa là xác định những chi tiết nổi bật, tức là những chi tiết nào mà các con cảm thấy đáng giá và hấp dẫn, thú vị để các con miêu tả và có những liên tưởng thú vị. Ở đây trong tiết học trước thì chúng ta đã tìm hiểu về liên tưởng rồi đúng không? Tức là chúng ta nghĩ một vật này và chúng ta liên tưởng, chúng ta nghĩ tới một sự vật hiện tượng khác. Và điều này làm cho chúng ta cảm thấy đoạn văn và trở nên hấp dẫn, sinh động hơn đối với người đọc đúng không nào? Tiếp theo là tìm cách để thể hiện những cái tình cảm, cảm xúc của bản thân đúng không nào? Tiếp theo nữa là xác định nội dung câu mở đầu và câu kết. Ví dụ như là câu mở đầu thì phải thể hiện được ý của toàn đoạn, nó giới thiệu được cảnh vật hoặc đặc điểm của cảnh vật mà các con sẽ miêu tả. Và câu kết đoạn sẽ là nhận xét hoặc nêu cảm nghĩ của bản thân mình. Đó là những nhận xét chung, những lưu ý chung để các con trước khi bước vào viết một đoạn văn miêu tả cảnh sông nước. Thế thì bây giờ, trước khi các con viết, cô sẽ giới thiệu từ các con một số đoạn văn của cô và các con có thể tham khảo, con học hỏi những vốn từ, cách miêu tả của cô để các con viết thành một đoạn văn của mình nhé. Đoạn đầu tiên, cảnh biển Hạ Long. Cảnh biển Hạ Long thật đẹp, sáng sớm, biển mơ màng dịu hơi sương. Đi trên bãi biển, ta như cảm thấy có hơi nước bốc lên. Khi mặt trời độ biển nhô lên, khung cảnh thật huy hoàng. Những con sóng nhẹ rì rào vỗ vào bờ, mặt nước lấp loáng như giác bạc. Trời xanh thẳm, in bóng xuống đáy biển. Buổi trưa, ánh nắng chói chang hắt xuống biển, nước biển như chuyển sang màu đỏ. Chiều về, mặt trời như chiếc đồng thau đỏ ối, từ từ khuất sau dãy núi. Nước biển nhuốm màu vàng nhạt, khung cảnh ở đây thật nên thơ. Đứng trước biển, lòng ta nhẹ nhàng, bình yên hơn. Đây là đoạn văn miêu tả cảnh biển Hạ Long. Tiếp theo, đoạn văn thứ hai, cô sẽ miêu tả về con sông quê hương nhé. Con sông quê tôi từ bao đời nay đã gắn liền với cuộc sống của mỗi người dân. Ngày ngày, tiếng sóng vỗ ì ọp vào hai bên bờ như tiếng mẹ vỗ về yêu thương. Con sông hiền hòa uốn quanh một dải đất trù phú. Nước sông bốn mùa, đục ngầu, dường như trên mình nó trở nặng phù sa, bồi đắp cho những bãi ngô quanh năm xanh tốt. Nước sông lững lờ chảy, đứng ở bờ bên này có thể nhìn thấy khói bếp bay lên sau những rặng tre của làng bên. Đứng ở trên cầu nhìn về xuôi, con sông như mái tóc dài óng ả của thiếu nữ. Làn gió nhẹ nhàng mang theo hơi nước táp vào da mặt. Mặt sông lăn tăn gợn sóng, đâu đó vọng lại tiếng mác thuyền chài gõ cá. Tuổi thơ ai cũng đã từng một lần được tắm mát trên con sông quê mình. Con sông quê hương là một kỷ niệm của tuổi thơ tôi. Đây là hai đoạn văn miêu tả khung cảnh sông nước mà các con có thể tham khảo. Ngoài ra các con có thể vào phần
tập làm văn lớp 5. Ở đó thì có rất nhiều các video bài giảng, có những cái bài miêu tả cụ thể cho con về khung cảnh thiên nhiên sông nước rất là hay, hấp dẫn, thú vị, được các thầy cô ở Việt Sách chuẩn bị rất là hay và công phu. Các con có thể vào đó để chúng mình tham khảo thêm cách miêu tả khung cảnh sông nước nhé. Còn ngày hôm nay, tiết học của chúng mình đến đây là kết thúc. Cảm ơn các con đã chú ý theo dõi và lắng nghe. Hẹn gặp lại các con trong những tiết học lần sau. Khóa học Việt Sách, sự lựa chọn của hàng triệu phụ huynh và học sinh. Trải nghiệm ngay khóa học của Việt Sách.